Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến thăm một cây sung cổ thụ thật sự. Đấy, các bạn thấy cái đường kính gốc của nó rơi vào tầm 1 mét đấy các bạn. Cây này thì phải ở nhà biệt thự hoặc là ở khu vườn rất là rộng thì mới chơi được các bạn ạ. Cây sung này do mới cắt tỉa cành cho nên là không chưa để quả. Cái này rơi vào tầm khoảng hơn 2 mét. Đây các bạn thấy gốc của nó đây. Gốc của nó rất là to. Nếu mà đo đường kính gốc ở dưới gốc này thì có thể là phải đến 1 mét rưỡi đấy. Nhìn rất là cổ kính. Cây này có cả tuổi đời trên 100 năm các bạn ạ. Mình sẽ quét qua một vòng để cho quý vị các bạn xem các bạn nhé. Đây cũng là cây sung cảnh cổ thụ. Và trong vườn của anh Đức Minh thì rất nhiều cái cây sung này. Nhưng theo mình đánh giá thì cây này là cây có tuổi đời dài nhất và cây to nhất. Mình sẽ đi một vòng quét qua để cho quý vị các bạn cùng ngắm các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy cây rất to. Và nhìn gốc rất là quái các bạn ạ. Hình thù rất là kỳ lạ. Nếu các bạn mà có muốn mua hoặc là giao lưu về kỹ thuật làm cây cảnh thì quý vị và các bạn liên hệ với nhà vườn Đức Minh. Mình sẽ để số điện thoại trong phần miêu tả các bạn nhé. Cây sung này là hiện giờ là mới đang cắt tỉa cành cho nên cành rất non các bạn ạ. Chính vậy mà nó sẽ chưa có quả. Nhưng với cành nhánh này thì khoảng tháng 8 âm lịch, tức là vào mùa thu đấy, thì cây này sẽ chặt quả bạc. Với cây sung già là rất dễ cho trái các bạn ạ. Lê mai chính là các cành này, này. Đấy, các cái nhánh này hoặc là cái cành này sẽ là đai quả của nó. Và cả vườn cái cảnh này thì mình ấn tượng với rất nhiều cây, nhưng mà ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là cái cây sung này. Quý vị các bạn là có vườn rộng hoặc là có khu biệt thự thì để cây sung này rất đẹp, kể cả về ý nghĩa phong thủy cũng rất là may mắn, cũng đem lại sự giàu có sung túc cho người chơi. Và những cái loại cây mà càng già năm thì sinh khí của nó càng mạnh. Đây là quan điểm của những thầy phong thủy chia sẻ với mình như vậy. Đây cũng chỉ là một trong số những cây điển hình trong vườn cây cảnh của anh Minh thôi. Các bạn có thể liên hệ qua địa chỉ Đức Minh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên các bạn nhé. Nếu các bạn có nhu cầu mua thì các bạn liên hệ trực tiếp với nhà vườn Đức Minh. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở các video clip tiếp theo. Xin kính chào.